Paladine, từ chuyên gia dẫn dắt câu lạc bộ nhỏ đến huấn luyện viên tuyển Anh. Trước khi làm huấn luyện viên tuyển Anh, Sam Allardyce chưa đoạt bất kỳ danh hiệu tầm cỡ nào và thậm chí chưa từng cầm quân ở những câu lạc bộ danh tiếng trong làng bóng đá Anh. Sam Allardyce, huấn luyện viên đương nhiệm của Sunderland, mới được Liên đoàn bóng đá Anh đồng ý bổ nhiệm làm huấn luyện viên tuyển Anh. Khác với đa số nhà cầm quân nổi tiếng tại xứ sở sương mù hiện nay, Allardyce chỉ chuyên dẫn dắt những câu lạc bộ nhỏ. Thời còn là cầu thủ, Allardyce cũng chỉ chơi cho những câu lạc bộ nhỏ như Bolton, Sunderland, Coventry City. Sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ soàng xỉnh, Allardyce bắt đầu con đường mới bằng một vai trò huấn luyện tại West Brom. Kể từ đây, thế giới bóng đá mới biết đến ông nhiều hơn. Bước ngoặt trong sự nghiệp huấn luyện viên của Allardyce là khi ông làm huấn luyện viên trưởng Notts County vào năm 1997. Năm 1998, Allardyce đưa Notts County giành chức vô địch giải hạng 3 Anh. Giờ thành công này, ông mới được các câu lạc bộ lớn hơn để mắt. Allardyce trở lại Bolton vào năm 1999, sau đó thành công trong việc đưa đội lên ngoại hạng Anh thi đấu cuối mùa 2000-2001. Với tài năng huấn luyện của Allardyce, Bolton không chỉ thi đấu ổn định tại ngoại hạng Anh mà còn được dự UEFA Cup. Năm 2004, Big Sam suýt giành một danh hiệu quan trọng khi đưa Bolton đến chung kết Cúp Liên đoàn Anh, thua Borough với tỷ số 1-2. Cũng với Bolton, Allardyce đã giúp rất nhiều ngôi sao tỏa sáng. Một trong số đó là JJ Okocha, cầu thủ có khả năng làm xiếc với trái bóng. Thành tích cao nhất mà Allardyce giành được tại ngoại hạng Anh là vị trí thứ 6 của Bolton trong mùa giải 2004-2005. Đây được xem là một kỳ tích, vì đội ngũ dưới trướng Big Sam khi ấy giống như một viện dưỡng lão, với những trụ cột rất lớn tuổi, thậm chí bị cho là hàng hết đáp như Gary Speed, Fernando Hierro, Ivan Campo, JJ Okocha, Telios Giannakopoulos. Sau khi rời Bolton, Big Sam không thành công khi ôm tham vọng giành danh hiệu cho Newcastle. Sau hơn nửa mùa giải 2007-2008, huấn luyện viên này bị sa thải vì chuỗi thành tích nghèo nàn. Allardyce cũng không có duyên với Blackburn Rovers, nhà vô địch Anh năm 1995. Năm 2010, Big Sam bị sa thải dù đội đang đứng giữa bảng tổng sắp giải ngoại hạng. Sự nghiệp huấn luyện viên của Allardyce chỉ hồi xuân từ năm 2011 khi đưa West Ham trở lại ngoại hạng Anh. Ông dẫn dắt đội này liên tục trụ hạng 4 năm sau đó. Với tư tưởng chiến thuật coi trọng phòng ngự, Allardyce thường không được lòng các cổ động viên của West Ham. Đây cũng là lý do khiến ông phải nhường chỗ cho Slaven Bilic sau mùa giải 14-15. Giữa mùa 15-16, Allardyce tới Sunderland và trổ tài giải cứu thành công. Đội này giành suất trụ hạng, trong khi Newcastle của Rafa Benitez phải xuống hạng nhất. Thành tích này cùng với những chiến công tại Bolton và West Ham góp phần đưa Big Sam tới ghế huấn luyện viên tuyển Anh.